Phật dạy, phước đức và lộc đến từ đâu? Thứ nhất, phước nằm trên miệng. Nếu ta biết nói những lời lẽ tốt đẹp cho nhau, thì phước từ đó mà sinh ra. Đánh giá bản chất một con người rất đơn giản, hãy nghe họ nói gì về người khác trước mặt bạn, lời nói xấu, cũng như lời nói thị phi sau lưng nhau, người khôn hãy biết tránh. Thứ hai, đức nằm trong tâm. Ta không cần phải từ thiện phóng sinh mới là đức, ta cần tu tập, biết cách hài lòng, biết bao dung, biết yêu thương, luôn vui vẻ, luôn khiêm nhường và luôn có lòng biết ơn. Không oán hận, không đố kỵ ganh ghét, không chỉ trích phán xét thì đức tự sinh. Nhiều khi chỉ cần ta hoan hỷ khi người khác thành công, gọi là tùy hỷ công đức, vui theo cái vui của người thì cũng đã sinh công đức. Thứ ba, lộc nằm trong tay. Nếu đôi tay chăm chỉ làm, cần cù lao động,